Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay ạ. Sáng nay vô thấy mấy chị đang sạn bài cúng cho cậu với chị là sớm rồi cô chú anh chị ơi. Hãy vô coi đây ha. Cúng thôi. Có gì cho cậu sớm rồi. Nước ngập nữa. Sáng à, ai cũng sớm qua cúng à. Sáng nhiều khi chưa đụng độ với 15 mét á. 15 mét là thấy cúng cứ sáng không á. Nhưng mà hơi trời trưa trưa xíu. Nết là lâu rồi anh cúng cứ sáng không á. Hay sáng nào anh cũng vô anh cúng. Họ thấy trái đó nó vàng luôn hả ta? Nó trái tay trái phật gì đó. Chín nữa. Chín có ăn được không? Nó ăn cũng nó ăn được. Nhưng mà ăn không ngon. Mới thấy lần đầu tiên. Trái bàn tay phật hả? Hồi lâu mòn cậu. Cũng mới thấy lần đầu tiên. Anh Ngọc cũng mới thấy lần đầu luôn hả? Mình đâu có chân, đâu biết chân đâu, có đó chân ngược ngạo đó. Em 31 năm mới thấy lần đầu tiên. Dông thấy quá. Cái này dông chùa hay ngoài? À, ông đi chùa thì thấy cái chùa đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hú nhốt là hết rồi đó. Chút là chưa? Hết rồi. Mấy hú nhốt là không có thằng này. Chút là xong rồi đó đi quậy quá. Nhốt chú ban ngày con thấy thả cho Lan chứ ha. Nhốt rồi mà ban ngày thả. Nhốt luôn. Ở gần Tết ta nhốt luôn rồi bỏ nó là nó ăn bông đầu của con ta sao? Rồi nhốt luôn nha bà con chú. Thấy qua viên ta chân bông quá trời không? Thả nó la đặng cho nó ăn bông hả gì? Ngon đốt nhang cho cậu. Để cái quyện đó. À, sáng phố còn cái này là quyện. Tỉnh gì mà quyện An Phú? Tỉnh An Giang. Nằm ho hoài rồi. Dạ thôi, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị rồi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Cũng như ông bà cô chú có thương Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like, lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem mặt. Và một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại ạ.